Rạng sáng nay, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã nhất trí ngừng bắn kéo dài 72 giờ theo đề xuất của Ai Cập. Lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 12 giờ trưa ngày 5 tháng 8 theo giờ Hà Nội. Cả Hamas và Israel đã chính thức xác nhận chấp thuận lệnh ngừng bắn mới này. Thỏa thuận đạt được dựa trên đề nghị ngừng bắn 24 giờ nhằm cho phép người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC thăm giải Gaza và sau đó được mở rộng lên 72 giờ với khả năng kéo dài thêm. Trong khoảng thời gian 72 giờ này, một phái đoàn an ninh Israel dự kiến sẽ tới Cairo để tiếp tục đàm phán. Phía Palestine yêu cầu thỏa thuận này bao gồm việc mở cửa các cửa khẩu với giải Gaza và trao trả tù nhân. Israel thông báo các chiến dịch phá hủy các đường hầm của Hamas ở Gaza đã kết thúc ngày 4 tháng 8, nhưng quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại để thực thi các nhiệm vụ tiếp theo và sẵn sàng trong trường hợp lệnh ngừng bắn bị vi phạm.